tụ về đây để chúng ta cùng hướng tới một thập kỷ mới, một thế niên kỷ mới, một tầm nhìn mới. Và dự án Cát Tường Bạc Hào của chúng ta là một trong những cái dự án đánh dấu bước đầu tiên bước sang một cái chương mới của Cát Tường. Những câu chuyện liên quan đến giá trị sống, những câu chuyện liên quan đến giá trị nhân văn, những câu chuyện liên quan đến giáo dục dạy người ta cách làm người. Vùng đất này đặt tên là Chân Thành. Những gì mình nhận được từ người khác, đừng nên tham lam làm những việc ảnh hưởng đến người khác và nhận lại hậu quả xấu. Đó là ý nghĩa nhân văn phía sau cái tên công viên Cam Sa. Dự án Cát Tường Park House là một trong những cái dự án mà chúng tôi tâm huyết theo cái ý nghĩa tồn tại của tập đoàn, đó là kiến tạo bất động sản nhân văn và bền vững và lấy sản phẩm làm trọng tâm.